Đây, nguyên cái một hộp trứng này. Cá chép nó cong, nó giòn, nó cong. Cái này là nghệ với hành tím, rất chỉ là thơm. Cà chua, cái cà chua đi xào lên thằng mèo. Mắm tôm và bỏ thêm tí mắm tôm. Chút mực cho nó béo. Mẹ. Đây là mẻ phải không anh? Đây là bắt đầu thêm gia vị vào nước lẩu. Đây là mình cái bột trứng luộc sơ qua sau đó người lọc luôn mình cá chép đó. Cái viên mang về đó từ từ đi làm đi đợi ấy.
nó cong, nó giòn, nó cong. Và bây giờ là chúng ta cho một ít bún. Đây, lấy một ít bún. Một miếng miếng cắt chén. Một ít cà chua. Chua ít hành. Rồi, và bây giờ là thưởng thức món cái rau thì là cá chép thơm nè. Món lẩu cá chép giòn. Và ai có thể ăn trứng được thì lấy một phần trứng. Trứng cá chép rất là thơm. Đó. Và một ít nước nữa, tại vì phải có nước vô mới ngon. Đây. Đây, đây là món ăn chính đây. Này, cá chép này là phải ăn giòn, ăn cùng với nước mắm rất là ngon. Một chén rất là ngon, trứng cá và rau.